cây giống lâm nghiệp Tam Đảo xin chào các bác các anh chị nhé. Đấy, thì hôm nay em lại tiếp tục ra vườn để quay cho các bác về cái cây giống của bên em. Đấy. Thì thời tiết hôm nay đẹp, rất là ủng hộ nên là em có thể quay cho các bác được những cái hình ảnh nó sắc nét và nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Thì đây là cái cây thông Calibe nhé. Đấy, cái dòng thông này thì em cũng đang giới thiệu cho các bác cũng rất là nhiều rồi. Đấy, thông Calibe hay còn gọi là thông ba lá đấy. Đấy, là một trong những cái cây lâm nghiệp đấy, có giá trị kinh tế rất là cao. Đấy, cái thông Calibe này thì có kích thước cao lên tới 25 đến 30 mét nhé. Đấy, chất lượng gỗ thì khá là tốt. Đấy. Cây này đang hiện tại đang được đánh giá là cây có giá trị kinh tế rất là cao. Đấy, phù hợp cho các bác các anh chị có những cái khu vực đồi trống hay là các khu vực mà đất rộng mà chưa trồng cây gì nhá, thì đây là một lựa chọn rất là tốt nhá. Đấy. Cái điểm đặc biệt của cái dòng thông Calibe này ấy, thì cái độ thích nghi của nó rất là cao. Đấy, nó thích nghi được các khí hậu này, khắc nghiệt này, bão này, hay là nắng gắt này. Đấy, những cái thời tiết khắc nghiệt thì cái dòng này nó đều có thể trụ vững được nhé. Đấy, nó thích nghi rất là tốt nhé. Đấy, với cái kích thước mà to, cao và cây bén dễ khỏe thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Đấy. Mặc dù điều kiện cũng rất là khắc nghiệt nhưng mà cái cây cũng lên rất là tốt. Đấy. Cái dòng này thì không chỉ lấy gỗ nhé, cái cây này còn được đang hiện tại cũng là một cái cây được rất là nhiều người yêu thích trồng. Đấy. Chơi cây cảnh. Đấy. Cũng khá là đẹp. Đấy. Các bạn nhìn những cái tán của nó này, tán của nó rất là đẹp nhé. Đấy. Hiện tại thì cái cây ở đây thì chiều cao trung bình nó đã rơi vào khoảng độ 80 đến 1 mét rồi. Đấy. Cây cao đã ngang người rồi, có những cây cao đến hơn 1 mét rồi. Đấy. Hiện tại thì bên em đang làm rất là nhiều để phục vụ đi cho các bác nhé. Đấy. Đấy, cây thì thân khá là đều, đẹp, mập mạp, thẳng rồi. Đấy. Cây này thì các bác về trồng rất là đảm bảo nhé. Đấy. Cây này thì nó là cái phương án thay thế hoàn toàn những cái cây giá trị thấp hơn như là keo hay bạch đàn ấy. Đấy. Rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, thân này, thẳng này. Cái dòng này lên các bác nào mà trồng lấy gỗ thì thân rất là thẳng đẹp nhé. Cây này thì nó phát tán sẽ ít hơn so với những cái dòng thông khác nhé. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu muốn trồng cây giống thông Calibe loại đẹp, loại cao thì cứ liên hệ cho bên em để bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ các bác một cách tốt nhất nhé. Còn video này em xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.